Kính thưa quý vị, nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, đài Little Saigon TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation chỉ có trên đài Little Saigon TV. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Như phần 1 thì Bảo Trân mời quý vị cho con em thiếu nhi gọi vào đài ở số phone là 714-893-3264. Một lần nữa số phone là 714-893-3264. Các em có thể gọi vào để đọc thơ, kể chuyện hay là hát bằng tiếng Việt. Khi mà các em làm như thế thì các em sẽ được những phần thưởng để khuyến khích các em tiếp tục học nói tiếng Việt. Các em sẽ được những phần thưởng như là của FMG Insurance đã bảo trợ những cái món đồ chơi. Quý vị có thể cho con em đến đài để chọn những cái món quà này. Ngoài ra là mỗi tuần thì Bảo Trân chỉ có một phiếu đặc biệt của nhà hàng Ngọc Sương. Đây là phiếu trị giá 20 đồng để cho các em thiếu nhi có thể mời bố mẹ đi ăn một buổi cơm tối ha. Đây là phiếu đi ăn ở nhà hàng Ngọc Sương 20 đồng. Ngoài ra là Bảo Trân cũng có phiếu đi ăn hamburger ở Carl's Jr. do cô Julie Trần từ FFSI Insurance đã bảo trợ. Và Bảo Trân cũng có phiếu đi uống boba ở Seven Leaves. Bảo Trân biết rằng là có rất là nhiều em thiếu nhi thích uống boba. Thì em nào thích uống boba, thích ăn hamburger hay là muốn mời gia đình đi ăn hoặc là thích những cái món đồ chơi, hãy gọi vào ngay ở số phone là 714-893-3264. Và đây, Bảo Trân thấy có một em thiếu nhi đang gọi vô nè. Hello, đây là chương trình Thế hệ trẻ. Xin chào cô Bảo Trân. Chào em tên gì? Tên Lan Kim. Lan Kim hả? Lan Kim mấy tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi. Và Lan Kim hôm nay gọi vô thì để hát, đọc thơ hay là kể chuyện nè? Để hát bài cho con. Hát bài cho con. Chị Bảo Trân rất là thích bài này. Bây giờ mời quý vị thưởng thức bài cho con do ca sĩ Lan Kim hát. Rồi vô. Cha sẽ là cánh chim, cô đang đi học xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con tài leo nhược. Cha mẹ giàu, con lớn. Cha mẹ là lá cánh. Cha chở suốt đời con. Vì con và con cha con của cha rất ngoan. Vì con và con của mẹ rất hiền. Giờ mai con không lớn, bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, cha mẹ già quê hương. Quê hương hát rất là hay. Cảm ơn Lan Kim rất là nhiều. Đây, cho một tràng pháo tay thật to đây. Lan Kim giỏi quá. Rồi, Bảo Trân mời Lan Kim đến đài Little Saigon TV để chọn một món quà nhé. Ok, cảm ơn Lan Kim. Chào Lan Kim rất là nhiều, rất là dễ thương thưa quý vị. Và trong phần 1 thì Bảo Trân đã chia sẻ một câu chuyện rất là hay mang tên là câu chuyện giọt nước tí xíu. Đây là câu chuyện giải thích cho các em thiếu nhi lý do vì sao có mưa. Thì bây giờ Bảo Trân xin ôn lại trong lúc chờ đợi các em thiếu nhi gọi vào nha. Bảo Trân ôn lại và muốn tập thêm từ ngữ cho các em thiếu nhi để biết song ngữ luôn, vừa học tiếng Việt vừa học tiếng Anh. Thì trong câu chuyện này đó thì có một giọt nước. Các em thiếu nhi có hiểu giọt nước là gì không? Giọt nước nói tiếng Anh là a drop of water. Drop of water là giọt nước. Thì giọt nước này nằm ở trong biển. Các em thiếu nhi có biết biển là gì không? Biển là ocean. Ocean là biển, ok. Thì có ông mặt trời.
các em có hiểu ông mặt trời hay là mặt trời là gì không? Mặt trời là the sun, the sun. Thì mặt trời rọi tia nắng xuống biển. Rồi các em có hiểu tia nắng không? Tia nắng nói tiếng Anh là sun rays hoặc là rays of sunshine. Okay, so sun rays. So the sun put the rays of sunshine into the ocean and made the ocean a little warm, hot. Okay. So sau khi mà ông mặt trời lại rọi tia nắng vào biển thì những giọt nước trở thành hơi, biến thành hơi. Thì đây là một chữ tiếng Anh cũng khá là khó. Em nào mà học hơn lớp 4, lớp 5 rồi thì mới hiểu được. Nhưng mà đây gọi là evaporation. Evaporation có nghĩa đó là lúc đó là giọt nước trở thành hơi. Evaporation means when water becomes gas or air, when liquid becomes gas. Đó là gọi là evaporation. Còn nếu mà ngược lại đó, nếu mà nước trở thành hơi, hơi trở thành nước á, cái đó tiếng Anh nó gọi là precipitation. Precipitation. When air or gas becomes liquid again, then it's called precipitation. Okay? Thì sau khi những cái hơi này bay lên trời, bay lên và trở thành một đám mây. Okay, đám mây tiếng Anh là gì? Đám mây tiếng Anh là clouds. Clouds. Đúng rồi. Rồi tự nhiên có một luồng gió thổi cái mây đi. Các em có hiểu gió là gì không? Gió là wind. Wind, huh? So the wind blew the clouds somewhere else, probably onto land, maybe from the ocean into Orange County. Có thể là luồng gió này đã thổi cái đám mây này qua Quảng Cam, qua Orange County. Và tự nhiên khi mà trời lạnh lại thì những cái giọt hơi, những cái hơi này trở thành giọt nước lại. Và sau đó lại mưa. Đó là lý do chúng ta có mưa. Và mưa tiếng Anh là gì các em? Là rain. Rain. Và sẵn dịp nói về mưa và rain, Bảo Trân cũng soạn thêm một bài hát nói về trời mưa để tặng cho các em thiếu nhi cũng như là quý vị đang xem đài Little Sài Gòn TV, chương trình Thế Hệ Trẻ. Xin mời quý vị xem bài Mưa Ơi Đừng Rơi. Yeah.
mưa ơi, để cha mẹ về thì mưa hãy rơi rơi. Đó là bài hát Mưa ơi đừng rơi. Bảo Trân cảm ơn quý vị đã theo dõi Đài Little Sài Gòn TV, chương trình Thế Hệ Trẻ, và Bảo Trân xin hẹn gặp lại quý vị qua chương trình này tuần sau, 6 giờ ngày thứ ba, chiều thứ ba, ngay sau giờ tin tức. Và thưa quý vị, xin mời quý vị giữ nguyên màn hình vì sau phần thông tin thương mại sẽ có chương trình WhatsApp.